Lời chào tới tất cả các anh chị, các bạn bè từ khắp mọi nơi hôm nay đã tụ tập ở cái trại gà của mình ở trại hôm cho các anh chị xem. Thì hôm nay thì mình không biết hát, cho nên là mình sẽ gửi tới các bạn một bài thơ mà nó có liên quan đến gà. mong các bạn là lắng nghe nhé. Đọc phải đọc hết chứ. Kiếp sau xin được làm gà, làm con gà trống cho đời tự do, thả sức mà gáy o, quanh năm đạp mái không lo trả tiền. Ôi, quả này là được đấy nhá. Quanh năm đạp mái không lo trả tiền, nhớ nha, không trả tiền. Xong rồi về với tổ tiên, quả này đập căng ấy. Tắm qua một cái rồi lên bàn thờ. Rồi sao nhỉ? Lạc vào tiên cảnh nên thơ, hỏa thân tạo dáng dư thừa sức trai. Cuộc đời ngấm cũng trông ngay, thôi thì ta cứ đầu thai kiếp gà, tha hồ nguyệt nguyệt treo hoa, ăn no rừng mỡ lê la xóm làng. Quả này là hơi sai nhá, ăn no mà rừng mỡ chỉ có ăn đòn thôi. Kiếp gà trống thật vẻ vang, đạp xong vô đích gánh vang đất trời. Đạp xong vô đích nhá, vô đích là đạp vào đích đấy. Năm người sống vô tư suốt một đời làm trai, đạp mái chọn những em xinh. Đạp mái là phải chọn em xinh nhá, chứ còn đâu mà gà hun là khả năng là chưa đạp rồi, hiểu không? Cả em không đẹp chống mình cũng thương, đời trai lang bạt chiến trường, yêu nhau say đắm giữa đường cũng yêu, chẳng bao giờ thiếu tiền tiêu. Thích là gà mái sẽ chiều thả ga, mấy ai sung sướng bằng ta, kiếp sau xin được làm gà vui không. Chẳng phải một vợ một chồng, chơi bời chát tán lông nông suốt ngày, không ai bắt cải đi cày, nuôi con một vợ mặt mày bạc vơ. Cuộc đời lên thật bàn thờ, quả thân trên đĩa nằm chờ khói nhang, người ta lạnh tới hương tàn, cầu trời thịt nát xương tan cũng đành. Nhưng mà mình hơi thắc mắc, nhân tại cũng là trống, chứng tỏ con gà trống nó phải có giá trị như nào thì người ta cũng là trống, chưa từ xưa nay mình chưa thấy ai cũng cả mái cả, đúng không? Anh ấy là dùng chạm rồi, từ hôm nay về em sẽ thắp hương gà mái. Bất công quá phải không ạ? Làm gì có chuyện như vậy được. Ở nhà em nói bây giờ đồng chàng thì thôi, em hát bài cho các chị nhảy được không ạ? Em hát một bài vì chúng ta cho phép em xin thông báo đúng 19 giờ là 7 giờ chúng ta sẽ nhập tiệc. Và nhập tiệc hôm nay trong hành tráng em sẽ mời các ban quản trị đến đây, tất cả chúng ta sẽ cùng nâng ly để vô cho nó vui. Được không ạ? Đời anh như con thuyền trôi giữa dòng sông quanh bao lá du, đừng gió êm dù đã nằm lòng hoang vắng. Rồi hôm nay không là mơ, vòng tay em du anh là thơ, biết mong chờ anh biết bây giờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
say you'll be mine. I said keep missing you tonight. I feel so true, I feel so good. I should know the rest of my heart. Keep to me, but I'm in truly. So I can get you out of my mind. Maybe I'm better, so somehow I'll try. I'm gonna have to be alone. Nhân tố rất quan trọng, rất tích cực và rất tâm huyết và có tấm lòng. Mọi người đợi chờ nhắc tên anh ấy hướng về. Nhắc tên anh ấy từ đầu chương trình đến giờ mà bây giờ mới gặp. Và bây giờ mới gặp. Thế bây giờ anh phải có đôi lời nói với tất cả mọi người. Dạ, dạ, dạ. Đây là những bạn trong hội Kỷ Dậu của chủ nhân ngày hôm nay. Và bây giờ thì đương nhiên là anh Tuấn Xu đây là một trong, nếu những người ở bên anh đã biết thì anh là một trong những doanh nhân rất thành đạt. Và phải nói rằng là hôm nay Kim Dung mới được coi như là được nhìn thấy ở ngoài đời. Và nghe thì lâu rồi nhưng hôm nay mới được nhìn thấy một người nổi tiếng thường hay ẩn dật ở bên trong. Nếu mà cứ lộ ra ngoài nhiều thì mất luôn, đúng không? Đẹp trai, có tài lại có tiền, còn tình thì chưa biết nhá. Đấy. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đón nghe phần chia sẻ của anh Tuấn Xu, một trong những ban lãnh đạo của hội câu lạc bộ Kỷ Dậu. Dạ. Và anh Tuấn Xu ngày hôm nay đến đây có vẻ như khác hơn bình thường. Mà dù Kim Dung mặc gặp lần đầu tiên thấy đôi mắt nó cứ lung linh. Này, nói lung linh ai nói. Ta hãy cùng đến với phần chia sẻ của anh Tuấn Xu. Xin mời bà có thân lớn đi ạ. Xin kính chào tất cả các anh chị em hội gà Kỷ Dậu. Mình thay mặt ban chấp hành của hội gà xin lỗi đến một chút để mong các mọi người thông cảm. Và mình hy vọng rằng tất cả mọi người chúng ta những lần sau sẽ có nhiều hội tụ vui vẻ hơn cho hội gà mình lớn mạnh. Từ nuôi nó sẽ lớn hơn. Nói chung là bố tay đã, chỉ cần sự xuất hiện
của ban lãnh đạo, ban cán bộ của câu lạc bộ Kỷ Dậu. Anh Tuấn Sử ở đây đồng hành cùng với ban lãnh đạo của hội của chúng ta thì chắc chắn hội Kỷ Dậu sẽ vượt qua tất cả các hội. Bởi vì là cái gì cũng thế thôi, tất cả chúng ta phải cần cái gì? Có tâm, nhưng mà phải có tầm, đúng không ạ? Tức là chúng ta có trái tim rồi, nhưng mà chúng ta phải có khả năng về kinh tế. Kinh tế quyết định tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống của chúng ta. Muốn hoành tráng hay không? Hôm nay các anh chị các bạn Kỷ Dậu có thấy chương trình ngày hôm nay đặc biệt không? Có đặc biệt, bởi vì sao? Ban lãnh đạo tuyệt vời, ban lãnh đạo đặc biệt, đúng không? Bởi vì là Bích Thủy này và thôi bây giờ thì Tuấn Xu, không phải đang định nói anh đấy cho nó hoang đường đấy, là trong kiểu như là lãnh đạo mà thì mình làm sao đấy để thực sự ra mà nói gương mặt này ra ngoài đường ít ai dám chào em. Thế cho nên là tất cả cái gì đặc biệt thì chúng ta sẽ làm nên một điều đặc biệt, và đặc biệt sẽ tạo nên một cái điều kỳ diệu. Và hôm nay chắc chắn hội Kỷ Dậu của các anh chị em chúng ta ngày hôm nay đây chắc chắn sẽ là một cái ấn tượng tuyệt vời của thủ đô Berlin trong tất cả mọi chương trình sự kiện. Và vì như vậy chúng ta không tiếc gì một tràng pháo tay lớn để chúc mừng cho chương trình ngày hôm nay. Thật ra là hôm nay đến đây á, lần đầu tiên em được mời thì chị Thủy mời này, xong mọi người đến đây mà em cũng hơi bị ghen tị đấy. Ghen tị đến nhất em làm đẹp cho mọi người, cũng rất là nhiều người hôm nay em được em make up rồi, nhưng mà em rất là ghen tị là vì em tưởng là nghĩ là mà từ trước nay mọi người khen em trẻ, nhưng mà hôm nay đến đây là em thấy rất là trong lòng nó bức xúc vô cùng luôn. Vì nhiều người trẻ quá em cứ tưởng được phải gặp bằng em, nhưng hóa ra là toàn tất cả các anh các chị ở đây cả. Rất là tiếc vì năm nay em cũng đâu có ít nữa đâu. Thật ra nhìn em cũng 48 rồi. Nhiều gặp các anh các chị đây là em ngất luôn, anh chị quá trẻ luôn. Và hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ cùng luôn luôn đồng hành và luôn phát triển, giúp đỡ nhau trong tất cả từ công việc trong cuộc sống, cùng chia sẻ với nhau, luôn luôn đoàn kết và phát triển. Một tràng pháo tay cho Kỷ Dậu 1969. Okay. Và cảm ơn ban lãnh đạo cũng như ban cán bộ của hội Kỷ Dậu của chúng ta đã rất nhiệt tình, tâm huyết để xây dựng cho câu lạc bộ của chúng ta, cũng như là tất cả các anh chị thành viên đã rất nhiệt tình ngày hôm nay đã đồng lòng hướng về ngày hội chung của hội 1969 Kỷ Dậu. Và bây giờ thì sẽ đại diện tiếp theo Bích Thủy sẽ có một đôi chút chia sẻ nữa đến với toàn thể chúng ta. Xin mời. Bích Thủy muốn chia sẻ một điều nhỏ là bình thường Bích Thủy một câu lạc thành lập một câu lạc bộ thì với ý định của tất cả các ban tổ chức thì cũng phải là để mình vui chơi, mà Bích Thủy muốn hướng tới một cái là sự đoàn kết, sự giúp đỡ, yêu thương lẫn nhau trong cuộc sống. Điều đầu tiên của câu lạc bộ là mình thành lập ra thì Bích Thủy muốn gửi trước hết là Bích Thủy và Tuấn Xuân và Linh Tiết là về chân muốn gửi tới tất cả các bạn một cái tấm lòng là Bích Thủy muốn chia sẻ đầu tiên là cho các cô của mình, xong rồi là lan tỏa tất cả cái sự yêu thương của Bích Thủy đấy là cái điều mà Bích Thủy với cùng tổ chung và bạn thể hướng tới đấy. Cho nên là rất là cảm ơn những nhà tài trợ, những cái đây những cái món quà mà Bích Thủy sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người không được may mắn trong câu lạc bộ mình. Chủ tịch là Bích Thủy sẽ để dân để chia sẻ và lan tỏa. Bích Thủy xin chân cảm ơn. Và Thủy xem Berlin với 1.700 euro. Và tiếp tục là như rất là nhiều nhà hàng Expon 2 là một nơi mà có lẽ rằng nổi tiếng đình đám của thủ đô Berlin cũng như Cộng hòa Liên bang Đức về một cái nhà hàng đầy đủ điều kiện để phục vụ cho các chương trình lớn của cộng đồng chúng ta. Và đặc biệt trong đó thì ngày 9 tháng 10 tuần tới cũng là chủ nhật thì Kim Dung cũng nói qua, vì Kim Dung cũng là ban quản trị của Thanh nhạc Liên bang Đức đã được tổ chức cùng tại nhà hàng Expon 2 do chính ông chủ đang đứng ở đây. Đó là một cái nhân duyên rất tuyệt vời. Nếu như ngày hôm nay không có hội Kỷ Dậu thì Kim Dung không được hạnh phúc đứng đây cùng với chủ nhà hàng rất là hoành tráng cũng như là rất là tên tuổi của Cộng hòa Liên bang Đức. Và chắc chắn rằng là tới đây thì Kim Dung chắc được ít phần ăn cái bót. Và chúc cho tất cả những điều gì mà của hội Kỷ Dậu của chúng ta mong muốn, đặc biệt là cho ban lãnh đạo, ban cán bộ có những tâm huyết, có những đường hướng đi, thì chắc chắn các anh chị, các bạn thành viên chúng ta hãy cùng nhau ủng hộ. Đó là sự đoàn kết mang đến thành công. Và bây giờ mà không biết thì các anh chị thấy hôm nay thực sự có vui không ạ? Có vui không ạ? Sao lên nào?
chơi, trò chơi các anh chị đến tham gia sẽ chắc chắn chúng ta sẽ mang lại những giây phút thoải mái nhất. Và bây giờ không nằm đợi chờ lâu nữa thì xin mời những cốc bia. Và em xin mời đại diện của tất cả ban quản trị sẽ lên sân khấu ngay bây giờ để cùng nâng ly, để chúc mừng cho sự dâng cao lên nào. 2, 3, yo. Bé quá. 2, 3, yo. 2, 3, đi xa. Không chỉ so chi, tôi là người ca, người ca tôi ca, giờ đã đập to, dù nắng hay mưa, nhưng ta vẫn như ta.